Chúc mừng. Em tưởng rằng anh ngốc đến nỗi không nhận ra là em không vui chút nào hay sao? Đã đem hôn nhân của mình ra làm trò đùa, còn muốn chúc mừng nữa hay sao chứ? Ai nói là em không vui chứ? Em rất vui mà. Thật đó. Em nghĩ thông suốt rồi. Em đã yêu A Tử rất nhiều, vậy tại sao em không tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi này? Nói chung là... Nói đi. Nói đi. Tại sao em không nói nữa chứ? Con người của em không hề biết nói dối. Em có thể ra bên ngoài nói dối với tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng mà em không thể nói dối với anh ngốc này được. Em hiểu không? Cho nên em cần có anh đó anh ngốc. Những lúc không có anh bên cạnh em, em cảm thấy lúc đó em như mất đi chính mình. Giờ anh giúp em có được không? Hãy đưa em về căn nhà lạnh lẽo giống như lãnh cung đó được không? Được. Trừ khi em nói ra sự thật. Vậy thì cô cũng phải hứa với tôi, trong 3 tháng cô sẽ không rời khỏi nhà đạo binh. Cô không được tiết lộ với bất cứ ai nội dung cuộc trao đổi của chúng ta. Những lời em nói đều là sự thật. Em đính hôn rồi. Em rất vui vẻ, em rất hạnh phúc. Vậy là bây giờ anh không cần ở bên cạnh em, có phải vậy không? Hả? Anh ngốc. Con người của anh mắc cái bệnh, chính là anh không muốn người ta chà đạp lên căn bệnh của mình. Càng giận hơn khi người đó lại là người từng được anh bảo vệ và lo lắng hết mình nữa. Cho nên không gặp là hay nhất. Em đi đi. Vậy thì em về nha. Một mình em về lãnh cung đó. Có thể anh sẽ không gặp được em nữa. Anh ngốc à. Bất kể là em đi đâu, mong anh hãy nhớ, anh luôn là người bạn tốt nhất của em. Trời ơi, bà đừng có coi cái bản tin đó nữa được không, hả? Nè. Má nó à, bà làm ơn dẹp cái tờ báo đó giùm tôi đi. Nếu không, chút nữa trong đó nhìn thấy chắc nó sẽ buồn lắm á. Trời ơi, cái tên Đạo Minh Tử nó đúng là không có lương tâm mà. Ta kết hôn cùng với công chúa mà, chúng ta chỉ là những người dân bình thường thôi, có lương tâm thì có ích lợi gì? Ta lấy cái gì mà so với người ta? Công chúa gì chứ, xu đánh gì chứ, ra giường thì có. Cùng lắm thì tất cả chúng ta cùng di dân qua đó ở luôn. Ông có thể làm hoàng đế, còn tôi làm hoàng hậu nương nương luôn. Dù sao cũng chỉ là thổ dân, cũng chính là loại người vẫn chưa tiến hóa. Ngày nào cũng vậy nè. Đó, Đạo Minh Tử kết hôn với thổ dân thì cứ để chúng nó kết hôn đi. Nó sẽ là thế nào nó cũng sẽ... Trong đó ngủ vậy rồi hả? Nè, lại ăn sáng với ba mẹ đi ha. Mẹ, con có chuyện muốn nói.
Ơi, ba phải đi làm đây nha. Rồi đi làm ha. Đúng, con ở nhà nha. Đúng. Thật ra Đạo Minh quyết định nghỉ học. Gì? Con nghỉ học hả? Con quyết định đi làm ở tập đoàn Đạo Minh. Chuyện con đau lòng quá mức đến nỗi giờ con quá điên khùng luôn hả? Ba, làm gì đây có thể là cơ hội cuối cùng của con. Mặc dù Đạo Minh Tự đã đính hôn, nhưng mà con vẫn nên vì tình yêu của mình giành lấy anh ấy là cuối cùng. Con vẫn không chịu bỏ cuộc hay sao? Không thấy bỏ cuộc. Không bỏ cuộc là đúng rồi. Cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ có một mà thôi. Chúng ta nhất định phải vì hạnh phúc của mình cố gắng tới cùng. Mẹ ủng hộ con làm như vậy. Con chịu hay không hả? Ba đó hả? Trong những phương diện khác thì ba không có gì đáng để mà tự hào. Nhưng có một chuyện ngay cả khi ngủ nằm mơ ba cũng cười được đó. Đó chính là ba mẹ đã có một đứa con gái kiên cường. Và đó mới chính là công chúa thật sự ở trong lòng của ba mẹ. Ba, sao ba? Mẹ, cảm ơn. Nghe nói Đạo Minh Tự đã đính hôn với công chúa. Trời ơi, ác độc quá. Nghe nói cô ta nghỉ học á. Nghỉ học hả? Ừ. Trời ơi, sớm có tập. Sắp thôi, chị đã đích thôi à. Bỏ vậy. Bạn sao rồi? Thanh Hoa. Sao bạn quyết định nghỉ học? Tại sao bạn lại vì một người mất đi ký ức như Đạo Minh Tự mà dứt bỏ bản thân mình? Tại sao vậy? Bởi vì mình muốn tranh giành. Mình muốn cố gắng lần cuối cùng. Cố gắng lần cuối cùng? Được thôi, bạn nghỉ học mình cũng nghỉ học luôn. Hai chúng ta cùng đến đánh Đạo Minh Tự, đánh cho đến khi hắn tỉnh lại. Thanh Hoa, mình nghỉ học là gì? Mình sẽ đến tập đoàn Đạo Minh làm việc. Hả? Cho nên mình nghỉ học không phải là mình bỏ cuộc, mà là bắt đầu một hy vọng mới. Nhưng mà bạn nghỉ học rồi, mình không được gặp bạn trong trường nữa. Chỉ cần chúng ta biết đối phương đang sống rất khỏe thì dù hàng ngày không thể gặp nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ về nhau mà. Nhưng mà alo, Mimi hả? Ăn cơm tối à? Thôi đi, bây giờ anh rất bận, không rảnh nói chuyện với em được. Bye bye. Thanh Hoa, dù mình không đi học nhưng bà vẫn còn có Mimi. Mình cảm nhận được em ấy thật sự rất là thích bạn đó. Bà phải đối xử với em ấy tốt một chút biết không? Không nên giống mình. Lúc trước vẫn luôn cự tuyệt Đạo Minh Tự, bây giờ tất cả đều không còn. Mình mới biết mình yêu anh ấy biết chừng nào. Mình có việc đi trước nha. Sâm Thái. Thanh Hoa, đừng bao giờ nghĩ người ta đối xử tốt với mình là lẽ đương nhiên. Phải biết trân trọng. Nhất định phải biết trân trọng đó. Sâm Thái, nhưng bạn có biết không, người ta vẫn luôn đối xử với bạn rất tốt. Chị ơi, chào chị. Tôi muốn gặp chủ tịch tập đoàn. Phiền chị thông báo cho bà ấy một tiếng giúp tôi. Chào
cha chữa tình. Cha của Sam Thái có gì cần giúp đỡ không? Tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch của ông. Ừ. Bà chủ, Sam Thái cổ. Tôi quyết định chấp nhận cơ hội bà cho đến công ty Đạo Minh làm việc. Sam Thái, cô quả nhiên không làm cho tôi thất vọng. Rất tốt. Căn cứ vào học lực của cô, tôi xếp cô vào làm việc ở phòng tổng vụ. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Có vấn đề gì không? Không có. Được. Vậy cô hãy tới phòng dân sự đi làm thủ tục. Tôi đã dặn dò họ rồi. Ừ. Sam Thái, hoan nghênh cô gia nhập công ty. Tôi sẽ cố gắng. Thật không ngờ Sam Thái lại chịu nhận lời vào công ty làm việc. Ý chí của cô ấy, những cô gái bình thường chắc chắn không thể nào có được. Cho dù nó có ý chí bằng thép đi nữa, thì con dâu của tôi chỉ có một người, đó chính là Diệp Sa.